Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 4 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 14. So sánh các số có nhiều chữ số. Một lớn phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Thầy cho chúng ta cùng vào câu trắc nghiệm 1. Trong các số dưới đây, số lớn hơn 5.632.762 là số nào? Thì chúng ta chọn là thầy là đáp án C. Tại sao lại là như vậy? Bởi vì hai số này đều là số có 7 chữ số đúng không? Thì mình sẽ so sánh lần lượt các cặp số cùng hàng kể từ trái sang phải này. Hàng triệu bằng nhau, hàng trăm nghìn bằng nhau, rồi đến hàng chục nghìn bằng nhau, hàng nghìn cũng bằng nhau. Với bây giờ so sánh đến hàng trăm. Hàng trăm thì 7 nó bé hơn 9, hay nói cách khác là 9 lớn hơn 7. Như vậy cái số đáp án C này sẽ lớn hơn cái số của đề bài, các em nhé. Chúng ta đến với câu trắc nghiệm 2. Điền số thích hợp. Số nào còn thiếu ở đây để cái số ở bên trái này bé hơn số bên phải này? Các thấy rằng là đây là các số đều có mấy chữ số các em? Đều có 8 chữ số. Mình sẽ so sánh các cặp số cùng hàng kể từ trái sang phải. Ở đây chúng ta có hàng chục triệu để bằng 3, so sánh tiếp. Hàng triệu để bằng 5, so sánh tiếp. Hàng trăm nghìn bằng 2, so sánh tiếp. Hàng chục nghìn đều bằng 8, so sánh tiếp. Bây giờ chữ số ở hàng nghìn bằng mấy thì nó bé hơn 1 nhỉ? Nếu nó bằng 1 thì vẫn được, bằng 1 thì có thể được nhé, có thể được thôi. Bằng 1 có thể được, nếu bằng 1 thì lại so sánh tiếp đến hàng trăm, 7 nó không thể bé hơn 0 được. Như vậy chắc chắn là cái số này nó phải bé hơn 1. Các em đã hiểu chưa? Như vậy đó chính là số 0, đáp án A. Tiếp theo chúng ta đến với câu trắc nghiệm 3. Số nào lớn hơn 854.773 và bé hơn 854.963? Các em để ý cho thầy gạch chân những cái chữ số giống nhau đây rồi, đúng không? Vậy thì nó sẽ chúng ta sẽ so sánh vào chữ số ở hàng trăm này. Chữ số hàng trăm. Nó sẽ là gì đây? Đáp án ở đây là đáp án B phù hợp. Chúng ta cùng xem thử nhé. Ở đây ta có 854.799. Các chữ số hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn đều bằng nhau rồi. So sánh tiếp đến hàng trăm này thì 7 này, đây là 7 bằng 7. Tiếp đến hàng chục, 7 nó bé hơn 9 rồi, hợp lý nhá. Tiếp đến này, hàng trăm đây là 7 nó bé hơn 9, hợp lý rồi. Đó, đáp án B là phù hợp. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 4. Trong các số sau, số lớn nhất là, ở đây đều là số có 6 chữ số thì mình sẽ so sánh các cặp chữ số cùng hàng kể từ trái sang phải. Hàng trăm nghìn là 9 thì nó lớn hơn cả rồi. Bây giờ đến hai số này đều là 100.000 là 9. So sánh tiếp đến hàng chục nghìn, 5 với 6 thì 6 lớn hơn. Như vậy cái số lớn nhất sẽ là 962.011, đáp án D. Câu 5. Cho các số sau được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là. Khi chúng ta quan sát cho thầy thì đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án A. Ở đây đều là số có 6 chữ số. Thì chữ số hàng trăm nghìn là 3, nó bé nhất này. Rồi đến chữ số hàng trăm nghìn là 5. Đúng không? Tiếp đến là hai cái số cuối này, chữ số 100.000 6 bằng nhau rồi. So sánh tiếp đến hàng chục nghìn, 3 nó bé hơn 4 rồi. Đó, như vậy được sắp xếp từ bé đến lớn các em ạ. Thầy cho chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận nào. Bài 1 điền đúng sai. Số sánh đầu tiên này lớn hơn là đúng không? Không thể, đúng không? Sai rồi, bởi vì sao? Ở số bên trái nó có 6 chữ số, ở số bên phải có 7 chữ số, chúng ta thấy ngay. Có ít chữ số hơn thì nó phải bé hơn thì mới đúng, đúng không? Ở đây là lớn hơn là sai. Tiếp đến nào. 115.006.000 nó bé hơn 112.885.676 đúng không? Sai rồi, bởi vì chữ số hàng trăm triệu bằng nhau này. So sánh tiếp, hàng chục triệu bằng 1 bằng nhau, so sánh tiếp. Đây là hàng triệu 5 nó không thể bé hơn 2 được đúng không? Cái này là sai. Tiếp đến so sánh của hai số này thì cũng là sai, bởi vì là chữ số hàng triệu đã bằng nhau rồi này. Chữ số hàng trăm nghìn bằng nhau rồi, chữ số hàng chục nghìn là 6, nó không thể bé hơn 2 được đúng không các em? Như vậy cái này là sai. Cái cột so sánh bên phải nào. Cái số 73.625.518 bé hơn cái số này đúng không? Thì đúng rồi. Nó bé hơn cái số 337.623.000, bởi vì sao nhỉ? Bởi vì cái số bên trái của chúng mình ấy nó chỉ có 8 chữ số thôi, số bên phải của mình có 9 chữ số, chắc chắn cái số bên trái bé hơn rồi, đúng. Tiếp đến so sánh thứ hai này, đúng không? Đúng rồi. Đều có 9 chữ số, ta sẽ so sánh các cặp chữ số cùng hàng kể từ trái sang phải. Trăm triệu bằng nhau rồi này. Chữ số ở hàng chục triệu bằng nhau rồi. Chữ số hàng triệu bằng nhau rồi. Chữ số hàng
trăm nghìn hai lớn không, đúng rồi. Tiếp, hai số này đều có 9 chữ số. Ta sẽ so sánh các cặp chữ số cùng hàng kể từ trái sang phải. Hàng trăm triệu bằng 5, so sánh tiếp. Hàng chục triệu cùng bằng 6, so sánh tiếp. Hàng triệu cùng bằng 5, so sánh tiếp. Hàng trăm nghìn năm nó bé hơn 6 rồi, như vậy bé hơn là đúng. Thầy cho mình đã xong bài 1 rồi. Tiếp đến là bài 2. Chúng ta sẽ đi rèn luyện đó là so sánh hai số điền dấu lớn hơn bé hơn ở dấu bằng. So sánh đầu tiên, cái số bên trái chắc chắn bé hơn bởi vì nó có ít chữ số hơn. Nào, so sánh tiếp theo. Đều có 6 chữ số, mình so sánh chữ số ở hàng trăm nghìn trước bằng nhau. Hàng chục nghìn 6 bé hơn 9, dấu bé hơn. Hai số này đều có 8 chữ số, so sánh chữ số ở hàng chục triệu trước, 1 bằng 1 bằng nhau. Hàng triệu 9 lớn 5, đúng không? 9 lớn 5 ta điền dấu lớn hơn. So sánh tiếp theo. Đây đều là các số có 9 chữ số. Là mình so sánh các cặp số cùng hàng kể từ trái sang phải. Hàng trăm triệu bằng nhau rồi. Hàng chục triệu bằng nhau, hàng triệu bằng nhau. Hàng trăm nghìn 2 bé hơn 3, ta điền dấu bé hơn. Tiếp theo. So sánh này chúng ta sẽ viết lại cái số bên này cho thầy, đó là 9.800.007. Thầy sẽ viết ở trên này nhé. 9 triệu này. 800.007. Thì chắc chắn ta thấy nó lớn hơn rồi đúng không? Cái số bên trái lớn hơn. Tiếp theo ở đây là chúng ta có số gì nhỉ? À, ta có số 45 triệu các em ạ. Vậy hai số này bằng nhau. Và mình đã xong bài số 2. Tiếp theo là bài 3. Ở trong bài 3 chúng ta sắp xếp các số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn các em nhé. Thầy sẽ có sắp xếp như sau. Đều là số có 6 chữ số rồi. Ta sẽ so sánh các cặp chữ số cùng hàng kể từ trái sang phải. Thì số bé nhất nó sẽ chính là 727.659. Tiếp đến đó là 776.651. Tiếp đến là 928.862. Tiếp theo là 932.017. Ở tiếp theo, từ bé đến lớn này. Đây rồi, chúng ta nhìn thấy là 58.858.000 đang là bé nhất bởi vì chữ số hàng chục triệu nó đang là bé nhất này. Rồi tiếp đến sẽ là 62.362.000. Rồi đến 62.534.000. Và lớn nhất sẽ là 72.398.000. Chúng ta đã xong bài số 3. Tiếp theo là bài 4. Sắp xếp các số dưới đây theo thứ tự từ lớn đến bé. Các em lưu ý nhé. Bài 4 ngược lại bài 3. Sắp xếp là thứ tự từ lớn đến bé. Số nào lớn nhất mình sẽ để đầu tiên. Lớn nhất ở đây ta sẽ có ngay đó là số 382.065. Rồi đến 381.995. Tiếp theo 296.097. Và cuối cùng 279.716. So sánh tiếp theo này. Sắp xếp tiếp theo đều là số có 7 chữ số. Và chữ số ở hàng triệu đều bằng 6. Chúng ta sẽ lần lượt so sánh các chữ số ở hàng trăm nghìn đúng không? Cái hàng trăm nghìn nó là 2 là lớn nhất. Như vậy số lớn nhất ở đây sẽ là 6.231.050. Tương tự như vậy mình có 6.153.000 là số tiếp theo này. 153.008. Rồi đến 6.134.802. Và cuối cùng 6.098.000. Vậy mình đã làm xong bài số 4 rồi. Tiếp theo là bài số 5. Điền số thích hợp. Số lẻ nhỏ nhất có 9 chữ số là 9 chữ số đúng không? Đây. Nó sẽ chính là 100.001. Bởi vì nó là số lẻ. Đúng không? Số lẻ thì cái chữ số đơn vị nó phải là lẻ, đơn vị là lẻ bé nhất là 1 đúng không? Và nó là 9 chữ số thì cái chữ số ở hàng trăm triệu nó bé nhất nó là 1, còn lại cho số ở giữa bằng 0 hết các em ạ. 100.001 các em ạ. Tiếp, số chẵn lớn nhất có 8 chữ số khác nhau là, nhớ thầy là có 8 chữ số mà lại khác nhau.
Đó, 8 số mà khác nhau mà lại là chẵn. 8 chữ số như vậy, hàng lớn nhất của nó sẽ là hàng chục triệu, nó sẽ là 90 triệu, rồi đến 8 triệu 700 nghìn, 60 nghìn, 5 nghìn, 430 và 2 đơn vị, rất là phù hợp rồi. Nó là số chẵn đây, số chẵn lớn nhất có 8 chữ số khác nhau các em nhé. 98 triệu 765 nghìn 432. Vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong các câu hỏi và bài tập ở trong bài tập hàng ngày 14 rồi các em ạ. Thầy chúc các em học thật tốt. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.